xe dây gốc kế chú nhờ. Ngày hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải tìm ra đón đưa. Từ ngày chung đến nay ta không đoán tương lai, và trong tay ta cũng vui say trên bước đường dài. Buồn nữa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta có dù rủi ro ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cũng như là chiếc xe nắng lại. Với một người như cha.
hơn, chẳng có cha bên cạnh nữa rồi. Những lần vấp ngã phải tự đứng lên con nhé. Dù lắm sóng gió sẽ qua, hành trang con mang tình thương của cha. Đừng lo nhé, phải mạnh mẽ sẽ luôn là đôi chân để con bước đến cuộc đời. Mọi gian khó con chẳng phải sợ, vì con cha đây con chẳng bơ vơ. Chỉ mong đời con vui thật bình yên, là qua đôi an nhiên với một người như cha. Trái tim đầy hân hoan, một tình yêu dành tặng đến cho con. Ngày con chào đời. Ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. This day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you.
lý mà có lẽ rằng với tất cả quý vị chúng ta đang cùng có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Ta sẽ cùng nhau hướng tầm nhìn lên trên quần sân khấu, dành cho bạn rất lớn để cùng chào đón tuần lễ sinh nhật 1 tuổi của Tiến Thành. Ngày hôm nay xin phép chính thức được bắt đầu. Và kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của những bậc làm cha, làm mẹ là được đồng hành cùng sánh bước với đứa con thân yêu của mình. Từ khi con có những bước chân chập chững vào đời, tới khi con khôn lớn trưởng thành, đúng không ạ? Vâng, và ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt. Sẽ là một ngày để đánh dấu một cột mốc một năm con khôn lớn trưởng thành. Và cách đây đúng tròn một năm về trước thôi thì cả gia đình của chúng ta đang chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ được sinh ra đời. Mà ngày hôm nay, sau suốt hành trình một năm đó thì quý vị đã cùng chứng kiến một chàng một từ nhỏ vô cùng khôn ngoan tuấn tú, phải không ạ? Và ngay bây giờ đây thì không để mất thời gian của tất cả quý vị hơn nữa, xin phép mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chào đón sự hiện diện của nhân vật chính, không nào? Quý vị ở dưới chúng ta có muốn lắng nghe những cái chia sẻ của nhân vật chính ngày hôm nay trong hành trình một năm vừa qua của Tiến Thành đến với thế giới không ạ? Và bây giờ thì xin phép sẽ phỏng vấn nhân vật chính một chút xem là hành trình một năm vừa qua thì đã có kỷ niệm gì đặc biệt với ông bà bố mẹ nào? Ngày hôm nay thì khi mà ở nhà thì chuẩn bị trước cho cái phần này mất một tháng rồi, chuẩn bị đưa mất cách nhiều một tháng rồi, nhưng ngày hôm nay có lẽ là nhìn thấy nhiều những tình cảm của mọi người đó, ngày hôm nay dành tặng cho bạn Beo, bạn Tiến Thành thì có lẽ là hơi xúc động một tí, đúng không ạ? Nhưng mà không sao, ban tổ chức bố mẹ thì cũng đã chuẩn bị rồi. Ngày hôm nay thì trước khi đến đây thì Tiến Thành đã nhờ bố mẹ sẽ cùng thay lời cho Tiến Thành để cùng chia sẻ khoảnh khắc cũng như là dành những cái lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Vì ngày hôm nay quý vị đã cùng có mặt ở đây để cùng dành thật nhiều những tình cảm cho nhân vật chính của chúng ta Tiến Thành, đúng không ạ? Và bây giờ thì có thể nhờ mẹ sẽ cùng thay lời cho bạn Beo, bạn Tiến Thành sẽ cùng là có một vài lời gửi những lời cảm ơn tới tất cả quý vị ngày hôm nay ạ. Vâng, lời đầu tiên thay mặt cho gia đình bé Tiến Thành, cho phép con xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến các ông bà, cô dì, chú bác người ngoài hai bên, các anh chị em, bạn bè đồng nghiệp hiện đang có mặt trong không gian vô cùng ấm cúng ngày hôm nay ạ. Vâng, thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ lại ngày 15 tháng 8 năm 2023, trong số rất nhiều em bé được sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương số 43 Tràng Thi thì có một cậu bé vô cùng đặc biệt mang số báo danh 86622 đã cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vui sướng của gia đình và sự chào đón của tất cả mọi người. Đó chính là bé Tiến Thành, đứa con bé bỏng của chúng con. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, chúng con có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Trước hết là muốn đa tạ mụ bà và các đấng gia tiên phù hộ cho bé được sinh ra lành lặn, khỏe mạnh. Sau là để gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã dành sự quan tâm và yêu thương đến bé. Và đặc biệt, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến các bà nội ngoại hai bên đã hỗ trợ trông nom bé để chúng con yên tâm công tác. Thay mặt cho gia đình, con xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian, công sức để đến dự bữa tiệc và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến con của chúng con. Xin trân trọng cảm ơn. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu hết sức quen thuộc để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau dành những lời ca tiếng hát để cùng dành tặng cho nhân vật chính của chúng ta cùng bước sang tuổi mới, được không ạ? Tiến Thành bước sang tuổi mới rồi, chúng ta sẽ cùng đến với một nghi thức rất quan trọng trong bữa tiệc chơi đôi bữa tiệc tròn một tuổi ngày hôm nay. Đó chính là nghi thức bốc thăm để chọn công việc của mình trong tương lai, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị thân mến, và hiện tại trên tay của em thì đang cầm rất nhiều những món quà ở đây tượng trưng cho những công việc khác nhau. Bây giờ thì không biết sẽ để chú Hề nói từng công việc hay là để bố mẹ sẽ chia sẻ từng công việc mà sẽ lựa chọn, sẽ để cho Tiến Thành lựa chọn đấy ạ. Vâng ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và trên này chúng ta sẽ có rất nhiều ạ. Đây là một chiếc bút tượng trưng trong công việc, đó chính là việc sư phạm của bố mẹ, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo đó chính là công việc bác sĩ ở đây. Đây chúng ta sẽ có thêm họa sĩ này, đây là của diễn viên, đầu bếp,
Đây là một nhà nghiên cứu khoa học. Rồi. Bên này là một chiếc búa của thẩm phán ạ. Vâng, rất quan trọng ở đây. Chúng ta có một nghệ sĩ đánh đàn. Đây là một chiếc huy chương vàng của vận động viên. Đây ạ. Ôi dồi, chúng ta có tóm hạng một khẩu súng rồi. Đây là công an rồi đúng không ạ? Và đây là một chiếc bàn máy tính để thể hiện cho một công việc kinh doanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đón xem là nhân vật chính của chúng ta, bạn Tiến Thành, sẽ cùng lựa chọn công việc gì cho tương lai trong khoảnh khắc này đúng không ạ? Và thuận theo quý vị thì bạn Tiến Thành sẽ lựa chọn công việc gì ạ? Rồi, bây giờ thì xin phép sẽ cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng xem nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ lựa chọn công việc gì cho tương lai. Wow! Rồi ạ, có luôn, đây rồi. Bạn Beo và Tiến Thành đã lựa chọn một khẩu súng với mong muốn rằng trong tương lai mình sẽ trở thành một cảnh sát đúng không nào? Rồi, giữ an toàn. Ôi dồi, lựa chọn hai ngành luôn. Vừa lựa chọn cảnh sát mà vừa chọn vận động viên. Thế này thì không biết là trong tương lai là mình có làm được song song hai ngành không hay là khó được đúng không ạ? Vâng, vậy thì hy vọng rằng với sự lựa chọn đây rồi, ba luôn rồi ạ. Vâng, hôm nay thì có vẻ là Tiến Thành lựa chọn rất nhiều công việc cho nên dự định tương lai của mình, và hy vọng rằng với những cái lựa chọn của mình thì Tiến Thành sẽ cùng với bố mẹ sẽ cùng đạt được những cái ước nguyện của mình cho tương lai đúng không ạ? Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đắp đầy những ly đồ uống của tất cả quý vị và cùng đứng dậy được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khai tiệc cho bữa tiệc ngày hôm nay. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không ạ? Và ngay bây giờ 1, 2, 3 rồi, 2, 3 và bắt đầu khai tiệc. Gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.
ơi à ơi, con ngủ cho ngon, giấc mơ sẽ mang để lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Chào mừng sinh nhật.